Theo cơ quan y tế Palestine, cuộc đột kích của Israel hôm qua tại trại Nusams ở bờ Tây bị chiếm đóng đã khiến một phụ nữ và một trẻ em thiệt mạng, trong khi bốn người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công trong ngày thứ hai liên tiếp của Israel tại trại Nusams. Trước đó, cuộc không kích hôm 30 tháng 6 đã khiến một chỉ huy của nhóm chiến binh Jihad Hồi giáo thiệt mạng và năm người khác bị thương, trong đó có hai người trong tình trạng nguy kịch. Theo thống kê của cơ quan y tế Palestine, ít nhất 556 người Palestine ở bờ Tây, trong đó có hơn 130 trẻ em đã bị binh lính và những người định cư Israel giết hại kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, ít nhất 15 người Israel đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của người Palestine ở bờ Tây. Trong cùng thời gian